Mọi người tập trung này. Ở đây thì sẽ có thể có những bạn là ghét mình, không có thiện cảm với mình, biết đến mình hay là yêu quý mình, thì là mình vẫn rất là mong muốn là các bạn xem hết video này. Có thể là video sẽ dài đấy, và mình thì cũng chẳng bán hàng đâu, hay là mình tìm cách lấy tiền của các bạn đâu. Mình thì chia sẻ thì là vì mình thấy rằng là mình cần có trách nhiệm để mà chúng ta tốt lên. Bản thân mình đã tốt lên và mình mong rằng là bạn cũng vậy nhá. Danh sách bạn bè của Linh thì đa phần rằng là các bạn đang kinh doanh mảng bánh đúng không? Thế bạn hiện đang lỗ hay là lãi? Cụ thể là bao nhiêu bạn còn nắm được không? Hiện tại thì bạn đang trả lương nhân lực theo công thức nào để giữ được họ nhỉ? Và nhân viên của bạn làm việc có khiến bạn hài lòng không? Và bạn có từng bị khách hàng phản hồi về là cái chất lượng sản phẩm cũng như là phong cách dịch vụ không? Bạn làm chủ như hiện tại á, từ là người thợ đi lên, tức là từ chuyên môn, hay là bạn là có kiến thức kinh doanh từ sẵn rồi? Nói chung là có rất là nhiều cái vấn đề của chúng ta đúng không? Thế nhưng mà bạn đã tìm cách trả lời nó hay chưa, hay là mọi người cứ để nó mãi như vậy? Tiếp này, mỗi người chúng ta thì sẽ có một cách dùng tiền, và mình thì khẳng định luôn là mình là cái đứa là dùng tiền dở hơi nhất. Tại vì sao ạ? Mua cho chồng con, mua cho người thân thì bao nhiêu cũng không tiếc, nhưng mà bản thân mình nhá thì một đồng cũng tiếc. Rồi nhá, máy móc nhà xưởng này, kể cả là không có tiền đi thì cũng tìm cách vay mượn sắm cho bằng được để cải thiện cái năng lực sản xuất. Thế nhưng mà đầu tư cho bản thân thì lại chả bao giờ nghĩ đến, hoặc là tiếc tiền vì là học phí nó quá cao, tốn tiền. Thế nên là chỉ chăm chăm gọi là làm tay chân, bù lu bù loa cả ngày thôi. Còn cái đầu thì lúc nào cũng mụ mị. Mình thì cũng chỉ học hết cấp 3 thôi, cũng chẳng phải là con nhà nòi có truyền thống kinh doanh gì. Thế nên là mình cũng chẳng thấy mình có cái kiến thức gì về cái mảng đấy cả. Đúng một phát thì đi học nghề làm nghề này, rồi đúng một phát đi lên làm chủ. Rồi là đương nhiên là đến giờ này thì chắc chắn là thân tán mán dại rồi, vì trải qua là quá nhiều cái nỗi đau, quá nhiều thời gian. Thế nhưng mà cái thương hiệu của mình thì vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Cái niềm tự hào duy nhất chắc chỉ có cái thâm niên nhở. Và rồi, đấy thì là vấn đề nhá. Còn đây là giải pháp của Linh này. Phải nói là một năm nay á, là Linh bắt đầu là rút chân ra khỏi là xưởng sản xuất rồi. Tức là Linh sẽ hạn chế trực tiếp làm bánh nữa. Mà Linh ngồi tư duy thì mình mới thấy rằng là thì ra là mình chẳng biết cái mẹ gì cả các cậu ạ. Và đương nhiên là không biết thì là phải đi học rồi. Đi học thì đúng là một chân trời rộng mở luôn. Thấy là thầy mình rồi là các bạn của mình mà sao họ giỏi thế. Phải nói rằng là họ đang chạy từng ngày luôn á. Có những cái ngành hàng ấy, các anh chị phải gọi là một năm mở 2-3 cơ sở. Và đến bây giờ thì có trong tay đến vài cái thương hiệu, mà mỗi thương hiệu lại vài chục cái cơ sở. Có dã man không? Trong khi bản thân mình thì từ năm này qua năm khác cứ có khách hàng ở các khu vực nhắn tin hỏi bánh này, hay là hỏi có nhượng quyền không, thì lúc nào là mình cũng có rúm lại vì sợ. Dạ em không ạ, và em cũng không nghĩ đến luôn á. Tư duy chán nhở. Chia sẻ thật là riêng chỉ tháng này thôi là Linh đã học đến khoảng là 3 lớp ở các nơi luôn, các thầy luôn, để mình bắt đầu là mình ngồi mình tư duy, mình sâu chuỗi lại này. Và quan trọng nhất ấy là mình sẽ không học một mình, mà mình sẽ học cùng với những người đồng hành với mình này, học cùng với team này, để các bạn là cùng có cái tư duy phát triển, chứ không thể là mỗi mình về học rồi xong là mình về mình dạy lại được. Không được như thế ấy. Phải nói là các thầy rất là nhấn nhá, rất là truyền lửa rồi, và nói đến đâu là chỉ có ngồi há mồm ra để nạp kiến thức đến đấy thôi, gọi là xoáy sâu cái nỗi đau doanh nghiệp luôn, và đưa ra cái phương pháp để giải quyết cực kỳ là chi tiết, cực kỳ là hiệu quả luôn, mà đôi khi nó rất là đơn giản mà mình không hề nghĩ đến nhá. Các anh chị trong lớp thì là luôn nhắc Linh là em phải học nhiều vào, bởi vì là đầu tư cho bản thân á, là đầu tư khôn ngoan nhất. Cứ học dần dần lên rồi ước mơ của em cũng sẽ dần lớn lên. Linh thì không chỉ học từ thầy đâu, mà Linh thấy là học từ mọi người rất là nhiều luôn ấy. Với góc nhìn của Linh hiện tại á, các anh chị trong lớp đã quá thành công rồi. Thế nhưng mà họ luôn luôn đi học luôn, và thậm chí là năm nào cũng đi học, và thậm chí nữa là một lớp đấy thôi họ học đi học lại để có thể áp dụng là 100% kiến thức của những cái người đi trước vào doanh nghiệp của mình. Cốt là để hack thời gian, là để hạn chế nỗi đau ấy. Mọi người thấy có dã man không? Sau khảo sát nhá, thì Linh thấy rằng là đa phần những cái người thành công ấy là đều là không phải là họ có kiến thức kinh doanh ngay từ đầu đâu. Kể cả thầy Linh cũng vậy. Mà Linh thấy là thầy cũng rất là lay hoay chật vật trong cái quãng thời gian mà trải qua quá trình khởi nghiệp ấy. Cũng có thất bại này, cũng có rất là nhiều đau thương, rồi là họ mới là tìm cách giải quyết, và đến bây giờ thì là họ đóng gói và họ sẽ hướng dẫn mình, chuyển giao cho mình, chia sẻ cho mình, để là mình thấy là mình đang ở trong đấy và mình nên làm như thế nào. Video khá là dài rồi nhở. Thế nhưng mà kết lại này, mình không nhằm mục đích PR hay là gọi là lùa gà cho một cái thầy nào cả. Linh nói thật, Linh cũng chẳng nhận được đồng tiền nào của họ, và từ trước đến nay là Linh cũng không nhận booking rồi, các bạn biết đấy. Thế nhưng mà khi đi học rồi mình mới thấy là họ trao cho mình quá nhiều cái giá trị, và họ quá là tâm huyết luôn. Thế nên là Linh thấy là mình được nhiều lắm. Ngoài kia thì cũng có rất là nhiều người đang loay hoay, nhưng mà có thể là họ sẽ không nghĩ đến là họ phải đi học đâu. Mình làm cái clip này thì lan tỏa cái năng lượng là chúng ta cần phải học, học nữa, học mãi. Không những học về chuyên môn mà chúng ta cần phải học về kinh doanh nữa nếu mà các bạn đứng lên làm chủ. Thế nên là đến Linh học bánh xong rồi thì mọi người nên nghĩ thêm là chúng ta nên học về kinh doanh một chút các bạn nhé. Chứ đa phần Linh thấy là các bạn cứ có cái tư duy là học bánh ở khắp các nơi, nhưng mà học xong thì cũng chẳng biết là PR như thế nào, rồi là quản trị ra làm sao ấy. Không phải là cứ biết càng nhiều loại bánh là sẽ càng thành công đâu, không có nhá. Và rồi Linh sẽ cố gắng là học nhiều hơn nữa để có kiến thức và chia sẻ cho các bạn nhé. Mỗi cá nhân chúng ta ngày một tốt lên, chúng ta phát triển thì mới góp phần là xây dựng đất nước phát triển nhanh được chứ nhở. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn, và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhá.